đến nước Mỹ là đến nước của cơ hội mà. Các bạn muốn làm gì cũng được hết, anh thu lại cho mình thôi các bạn. Các bạn trẻ nào á đi làm nail và khi mà làm nail có tiền rồi đó thì mình có điều kiện rồi đó, mình muốn muốn đi học lại thì cũng đi học được nha, như cô thư ký là thấy không, hoặc là mình muốn mở ra làm business khác cũng được, hoặc là các bạn muốn mở tiệm nail ra làm cũng được, người nào cũng được hết, anh thu cho mình thôi. Anh thua cái giấc mơ của mỗi người như thế nào, vì không thực sự ra ở Mỹ này không có nghề nào xấu hết. Anh thua là mình muốn gì thôi, mình muốn làm được gì ở trên đất nước Mỹ này. Việt Nam mình đó là các bạn học high school ra xong rồi thì các bạn phải đi thi quốc gia, thì cái thi quốc gia vậy các bạn nộp vào thì nó lấy sẽ điểm trên cao nó xuống, ví dụ như là trường dược hoặc trường răng hoặc là trường y khoa hoặc là trường bách khoa, đại học bách khoa, thì ví dụ như năm đó cái trường đó lấy ví dụ như là 2.000 người thì cả nước đi thi thì nó lấy cái điểm nào mà cao nhất, sau đó xuống tới đúng năm thứ 2.000 á là nó sẽ cắt, thì cái điểm đó là gọi là điểm chuẩn. Ở Việt Nam mình là như vậy, nhưng bên Mỹ này á cái này nó khác các bạn. Bên Mỹ này á là ai muốn học cái gì cũng được hết, với điều kiện đó là thứ nhất là cái điểm GPA các bạn phải cao, cái thứ hai á là các bạn phải lấy cái standard test. Nếu mà các bạn đi vào y khoa á là các bạn phải cần cái standard test. Tôi thời xưa làm mà neo thấy quại quá, thấy cực khổ quá, nên là muốn muốn học. Ừ. Khi cô Thúy con Mỹ á thì cũng là làm nail các bạn, thì thật sự ra mình giống như mình chia sẻ như trong các video cái mình trước á, cái nghề nail á là cái nghề thật sự ra là mình rất là cảm ơn nghề nail, là tại vì mình mới qua trên ứ trên ráo tiền bạc không có, cho nên mình cần phải có tiền liền để mình sinh sống ở Mỹ, tức là dễ kiếm tiền như vậy các bạn. Các bạn thấy đâu cần làm, đâu cần học hành gì nhiều đâu, vô cái tập sơn thôi là làm tay trên nước xong rồi, bắt đầu còn bột á thì tập từ từ, nếu không được thì cũng không sao, làm tay trên nước cũng có tiền các bạn. Hiện nay á theo làm tay trên nước cũng được 3-4 ngàn, 4-5 ngàn đô, có nhiều người ta 6-7 ngàn đô hoặc 8-9 ngàn đô một tháng, thì tùy theo cái khu, tùy theo cái khu nào đông khách hay không, có giá cao hay không, đó phải chưa cộng tiền tay tiếp cho nữa đó. Cho nên á khi mà làm nail á như vậy á, mình có xung một số vốn rồi đó, thì á nếu mà không thích làm nail nữa thì mở ra làm cái nghề khác cũng được, hoặc là nếu còn trẻ thì mình trở lại học đó. Như cô thư ký á làm nail cũng nhiều mười mấy năm rồi ha. Mỗi năm trời cứ làm xong cuối tuần đi ra phụ mẹ ra vũ cái neo. Vậy chứ lúc mà có bằng ra vậy chứ cuối tuần vẫn ra phụ mẹ các bạn. Cuối tuần hoặc bữa nào mà sức mình làm ngắn á, bao nhiêu từ 9 giờ cho tới 2 giờ hay sao đó, thì sau 2 giờ 2 giờ 5 cái đó thì chạy cái tiệm neo phụ mẹ. Tại vì đông khách quá đi làm về cái mẹ gọi ra cái vẫn còn ra phụ mẹ làm neo đó, vũ bột hoặc là tay trên nước hoặc là sơn này nọ đó, phụ mẹ như vậy. Đó, qua khỏi cái này là mình đã ra khỏi cái sắp sửa ra khỏi downtown Boston này đó. Boston này rất là lớn nha các bạn, rất là lớn mà rất là sô bồ mà cũng rất là đẹp. Cái cảng Boston này cũng đẹp lắm nha, cái cảng biển đây cũng đẹp lắm nha ha. Cảng biển Boston em ra chưa? Có nè, ở đây em nhớ là ba dặm đi bắt con cái gì Razor Clam á. Razor Clam, không biết Việt Nam gọi gì. Đó là trường của em đó không? Rồi đó, đây là trường học của cô thư ký nè các bạn. MCPHS á, nó là Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences. Nhiều người ta cũng muốn biết một chút xíu về cô thư ký của mình. Bây giờ mình đang ra khỏi thành phố Boston, là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts. Thì mình sẽ phỏng vấn cô thư ký cho các bạn, tại vì mình có rất là nhiều khán thính giả họ muốn biết thêm chút xíu về cô thư ký của mình. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn về cô thư ký của mình nha. Thì cô thư ký là Việt Nam lúc 3 tuổi, xong rồi đi qua ở bên Thái Lan 5 năm, rồi lúc đó mới định cư tại Mỹ. Thì khi tới Mỹ là cô thư ký lúc đó là 8 tuổi nha các bạn. Thì khi mà tới Mỹ là gia đình cô thư ký định cư ở tiểu bang Massachusetts này nè, ở thành phố Worcester. Đó là cái hometown của thư ký mình á. Thì lúc mà em tới đây là ba hay dắt em đi ra cảng Boston đúng không? Bắt con Razor Clam này nọ. Bắt con sò clam. Mà lúc đó là rất nhiều ha. Mấy chục năm đó là 40 năm về trước rồi á. Đây là cái này giống như là cái cảng ha, cái cảng hay sông vậy nè.
trên cái cầu, cầu này, cầu gọi cầu gì? I'm pretty sure this is the Atlantic Ocean. Ừ, thế này là không có cằn biển mà, em nghĩ chắc cằn biển đó. Thấy không? Rất là đẹp không? Boston này rất đẹp nha. Đi Cambridge nè. Ok. Nói gì mình đang đi về phía Cambridge hả? Bây giờ trở lại vấn đề đó nè. Khi mà ba mẹ mới qua bên Mỹ thì ba mẹ làm gì sống? Mẹ làm nhà. Ừ. Còn ba thì lái chở delivery cho McDonald's hải sản. Mới qua bên Mỹ nhà cửa đâu sống trời? Có tiền đâu mà tôi tình mượn tiền đâu mượn. Mới qua Mỹ thì ở bên DC một thời gian thôi, giờ bên khác hay sao đó. Nhớ mà mãi là như vậy. Rồi xong sau đó rồi đi qua bên Worcester. Thì lúc đó thì cũng mướn nhà. Mướn nhà ở rồi mẹ thì mẹ làm hãng. Mẹ làm hãng máy may hay sao đó. Rồi ba thì ông lái xe chở mình đi xa. Mà 14 tuổi đi làm rồi hả? Dạ. Wow. Vô trọng thì nó hỏi như thì mình nói mình 18 tuổi hay gì đó, tại vì lúc đó nó cao rồi, họ đâu có biết đâu. Nói lại vô làm vậy đó. Mày nói dối. Dạ, yeah, maybe. Làm nó cũng thì hè mới làm. Thấy không? Hè này kia vô làm đâu, vài ba tuần hay là gì đó. Còn bạn lúc đó vô làm nó không check ID à trời? Tạm thời thôi gì. Cho nên họ đâu có check giấy tờ đâu, hơn nữa phải làm tiền mặt mà. Thì đó có 5 đồng 1 giờ, tổng cộng 200 bạc đó. Một tuần lễ lên có 200 đô ha. Thì anh tính ra một ngày là 8 tiếng 40 đồng. Và 5 ngày là 200. Lúc đó mới có 14 tuổi à. Tại vì cô thấy cao, nó cao lắm cho nên tôi nhìn nó từ 18 tuổi. Cái thời điểm đó 40 mấy năm về trước là 40 đô một ngày là sống cũng ok rồi ha. Trung bình có nhiều người họ làm. Vậy xong sau này chở delivery cho Donald Pizza. Tụi bây làm chung với ba hả? Không, vô làm cho họ được vài ba tháng vậy đó. Vô làm Donald Pizza mà em thì nghe điện thoại take order. Làm hè đâu, mùa hè thì sao? Lớp thì mẹ mới đi học nail, xong tới đó học nail rồi mở tiệm nail. Mới mở học nail mà mở tiệm nail luôn. Mẹ mở tiệm nail ra xong mày em phụ mẹ hả? Dạ, lúc đó đang còn học high school hay lớp 9, lớp 10 đó mấy bạn. Đi học ra 2-3 giờ đó rồi chạy lên trên tiệm nail. Thì lúc đó hình như là 16 tuổi thì nó cho lấy bằng lái rồi. Cho chạy rồi thì cứ lên trên tiệm nail rồi làm cho tới 5 giờ đó về nhà học bài. Học cho tới khuya. Là bằng nail là em đi học luôn vậy, vô đăng ký học đăng 300 giờ thì sao đó. Vô nó dạy cho mình đắp bột này nọ luôn gì. Nhưng mà lúc đó ha, chứ làm cho mẹ đắp bột này kia, chỗ rồi này kia, coi như mình làm bộ full set luôn á, làm hết tất cả luôn á, xong sau đó rồi mới đi vô lấy cái bằng này vô. Trong đó thì mình cũng biết làm hết trơn rồi. Trọng cho có giờ này kia để mà lấy thi thôi à.
đó từ sao, từ sao muốn muốn tự lập cái gì đó, muốn sống tự lập cái gì? Thì lúc đó muốn đi học rồi này kia, đúng không? Mỗi lần mà khi mà ra trường rồi này kia, high school đó, thì đi học đại học, đi học xa chút xíu nha nó. Ba mẹ là chứ cho phản đối, và có một thời gian cái mình cũng kiếm được cái trường Providence Rhode Island. Nó thì học computer đó. Em thì ba cái computer em mê cái đó. Computer science, web design. Đâu chừng 2 năm xong rồi cái nó bị khủng bố mà 9/11 đó, cái bộ lục á. Providence, Rhode Island á. Thì từ nhà tới đó cũng đâu 1 tiếng, 2 tiếng hay là gì đó. Tiếng hơn 1 tiếng chứ đó. Rồi em lãnh được tiền học bổng á. Rồi xong rồi rồi học ở đó được 2 năm rồi xong rồi lúc mà khủng bố nó xảy ra thì em đổi cái ngành qua ngành nghiệp dưỡng. Pharmacy. Mấy cái đó thì em có rành cho mấy nên rồi cũng cố gắng mình học vậy đó. Nhưng mà vô trường dược pharmacy school là nó phải require mấy cái requisite mà. Bình thường đó là college là 4 năm. Mà tại vì em học mình học honors program đó. Cái trường nó đặc biệt là nó cho mình lấy thêm cái credit đó mà nó không có tính tiền thêm. Cho nên trong vòng 4 năm đó em có thể lấy cái bằng 4 năm trong vòng 3 năm. Em có cái bằng 4 năm rồi, cái bằng bachelor. Nhưng mà lúc đó thì em học 2 năm còn 1 năm nữa thôi là em có cái bằng bachelor rồi. Mà lúc mà cái phòng 1 nó xảy ra thì em bỏ đi. Tại vì lúc đó là chứ computer science nó trả lương thấp. Nên em sợ là ra ngoài kiếm không có việc làm đó. Xưa là mình neo thấy quại quá, thấy cực khổ quá. Nên là muốn muốn học. Nói không có chạy dò nữa. Làm gì làm không có chạy dò nữa. Nên rồi cố gắng làm sao mà học đi vô trường. Em cảm thấy nhiều người đó nghĩ rằng mình phải lấy cái bằng 4 năm mà học ở trường, nhưng mà chỉ trường university đó. Để mà vô, nhưng mà lúc đó mà em lấy mấy cái lớp đó thì em học trực community college thôi. Mình học như vậy đó thì nó sẽ kiếm tiền. Nó rẻ hơn nhiều, cái tuition nó rẻ hơn nhiều. Đúng rồi. Hơn nữa đó là mấy cái lớp đó em cảm thấy nó không
University. University. Cho nên có thể lấy cái A và lấy điểm cao, chín mấy mấy trăm điểm, rất là dễ dàng. Cho nên này cái đó là cũng tốt cho cái GPA của mình nữa, lúc mà mình vô trường đó. Tại vì lúc mà em vô thì em có 4.0. Nếu mình làm cái community service như kia nọ nữa, lúc mà em apply trong cái trường Massachusetts College of Pharmacy á, thì em apply có một trường duy nhất đó là em nói là vô cũng vô là coi như là like tùy theo Chúa đó, apply một trường thôi đó. Tại vì nếu mà em không có vô nhận được cái trong cái năm 2003 đó thì em phải đợi qua cái năm sau nữa. Tại vì nó một năm mới nhận một lần thôi. Vô phỏng vấn, nó sẽ lấy interview vô phỏng vấn. Phỏng vấn xong 6 ngày sau mình nhận cái lá thư ở trong cái hộp cục thư của mình là nói mình được nhận vô trường rồi. Vâng ha. Lên nhảy xuống. Cái chương trình pharmacy đó lúc đó là năm 3 năm, 3 năm hay gì? 3 năm, cái phần nó mới mở cái chi nhánh Worcester, sau này nó có chi nhánh New Hampshire nữa đó. Vậy là các bạn nào mà không có quen với cái education system á, tức là cái hệ thống giáo dục ở bên Mỹ á, thì để đi vào trong cái như trường răng, trường dược, trường y khoa gì đó, thì mấy cái trường đó nó gọi là professional school. Các bạn phải có bằng 4 năm, bằng 4 năm đại học trước. Ở Việt Nam mình nó gọi là bằng đại cương á, tức là các bạn phải có bằng bachelor degree, bằng cử nhân, either cử nhân về biology hoặc là chemistry hoặc là biochem. Nếu các bạn có bằng 4 năm engineer, mới sao các bạn phải lấy được cái môn mà biology, chemistry, organic chemistry, tức là mấy môn sinh vật hóa học, Việt Nam mình nó gọi là hóa học vô cơ và hữu cơ nha, rồi vật lý, physics á. Thì lúc đó các bạn mới nộp đơn vào trong cái trường professional school như là pharmacy school hoặc là dental school hoặc là medical school, đó mấy trường y khoa này là đó. Nhưng mà nếu mà các bạn phải lấy cái một cái test nữa, nó gọi là standardized test. Ví dụ như là pharmacy school á, thì các bạn phải lấy cái gọi là PCAT. Nhưng mà của cô thư ký nó lucky, tại vì cái trường đó nó mới mở ra, một chi nhánh mới mở ra, cho nên lúc đó nó chưa có cần cái PCAT. Nếu mình nộp đơn thì cái khả năng nhận nó cao hơn. Nhưng mà bây giờ hiện nay là tất cả các trường đó là nó require là các bạn phải lấy PCAT. Tại vì bây giờ cái đầu vào nó rất là competitive, nó rất là cạnh tranh. Cho nên nó require các bạn phải có bằng 4 năm bachelor degree. Thì lúc đó cô thư ký là chưa có bằng bachelor degree. Tại vì nhưng mà mấy cái lớp mà prerequisite đó, tức là mấy cái lớp mà nó bắt buộc các bạn phải lấy trước khi mà để vào trường dược á, thì công ty đã lấy xong rồi đó, thì lúc đó thì ok. Nhưng mà nếu mà các bạn bachelor degree á, thì nó sẽ làm cho cái credential của mình, nó rất là cái khả năng nhận của mình nó cao hơn. Ở bên Mỹ là cái học vẫn là như vậy. Còn về răng á, thì các bạn phải đi lấy nó gọi là DAT. Nếu các bạn mà muốn đi về medical school á, thì các bạn phải lấy MCAT đó. Cái đó nó gọi là standardized test. Khi các bạn lấy điểm càng cao á, thì cái khả năng mà được nhận vào á, nó càng cao hơn. Đó là ở bên Mỹ là như vậy đó. Còn Việt Nam mình á, là các bạn học trung học high school ra xong rồi, thì các bạn phải đi thi quốc gia. Thì khi thi quốc gia vậy, các bạn nộp vào á, thì nó lấy sẽ điểm trên cao nó xuống, ví dụ như là trường dược hoặc trường răng hoặc là trường y khoa hoặc là trường bách khoa, đại học bách khoa. Thì ví dụ như năm đó cái trường đó lấy ví dụ như là 2.000 người, thì cả nước đi thi thì nó lấy cái điểm nào mà cao nhất, cho nó xuống tới đúng năm 2.000 á là sẽ cắt. Thì cái điểm đó là gọi là điểm chuẩn. Ở Việt Nam mình là như vậy. Nhưng bên Mỹ này á, cái này nó khác các bạn. Bên Mỹ này á là ai muốn học cái gì cũng được hết. Ví điều kiện đó là thứ nhất là cái điểm GPA các bạn phải cao. Cái thứ hai á là các bạn phải lấy cái standardized test. Nếu mà các bạn đi vào y khoa á, là các bạn phải cần cái standardized test. Nếu mà các bạn đi vào mấy ngành khác thì không cần phải lấy cái standardized test. Là Mỹ là như vậy. Nhưng mà Mỹ nó không phải thi quốc gia giống như thi ở Việt Nam mình như vậy đó. Bên Mỹ này á, khi bạn nộp đơn vào professional school á, cái quan trọng là cái interview nó quan trọng. Nếu interview mà bạn ấy, các bạn nó trả lời, nếu bạn trả lời mà nó người họ thích á, họ nhận các bạn á, là các bạn sẽ được đi vào thôi. Mà cái tuition bao nhiêu nhỉ? Một năm bao nhiêu ha? Cái năm đầu của em á là 28.000, sau năm thứ nhì là lên 30.000, năm thứ ba nó lên 32.000. Là một năm á nha các bạn, một năm á. Bây giờ phải cao rồi, thưa thương. Tùy nha, các bạn học public school nha hoặc là private school. Thì private school á thì đương nhiên các bạn phải đóng mắc hơn. Còn là public school á thì tại vì cái tuition đó là tiểu bang á,
nó cung cấp cho một phần nào đó, cho nên các bạn đóng ít hơn. Thì thường thường cái private school á thì các bạn đóng khoảng tầm đó tầm một chừng 30-40 ngàn nếu mà các bạn đi professional school. Thì thường thường á là professional school là 4 năm. Hiện nay á là ở nước Mỹ này á rất ít trường dược á mà học ba năm nha, ít lắm. Phần lớn nó là 4 năm, thì một năm thì tầm khoảng chừng mình nghĩ là từ 30 ngàn cho tới 40 ngàn đô la Mỹ. Thì khi các bạn ra trường 4 năm á thì các bạn thiếu khoảng chừng là ít nhất là 160 cho tới 200 ngàn đô la Mỹ. Đó là chưa kể tiền lời nha. Còn nếu các bạn đi học về như là học về y khoa hoặc các bạn học về răng á, răng là rất là mắc. Tổng cộng các bạn khi bạn ra trường á thì các bạn tầm thiếu khoảng chừng ít nhất là phải 300-400 ngàn. Các bạn còn phải cộng tiền lời vô nữa, tại vì tiền lời mỗi năm các bạn cho các bạn mượn 4 năm à, thì mỗi năm nó tiền lời rất là nhiều. Cho khi các bạn ra trường 4 năm thì các bạn thiếu khoảng chừng nửa triệu đô la Mỹ. Thì cái đó là cái hệ thống học vấn ở bên Mỹ như thế nào nha các bạn. Vậy lúc bạn ra trường em mới làm ở đâu? Đầu tiên làm đâu? Em làm pharmacist tổng cộng làm bao nhiêu, gần 20 năm rồi hả? Ừ, 20 năm rồi, tức là làm cho phần lớn là làm cho Walgreens là nhiều nhất đúng không? Walgreens, yeah. Walgreens là 10 năm hả? 10 năm. Bây giờ là chỉ có làm part time thôi mà phải không? Bây giờ part time là... Bây giờ ngày chính bây giờ em làm cái gì? Bây giờ hả? Ừ. Cần dược thì làm part time. Là tháng làm lần thôi đúng không? Cho vui thôi, cho vui thôi. Cho giữ các bạn thôi. Đó là thấy không, giờ sung sướng chưa? Bây giờ làm một tháng có một ngày thôi các bạn. Còn lại là như là làm thư ký cho Travel Agent. Mà nó mang tiếng làm thư ký chứ đâu có làm mẹ gì đâu. Đó, nhưng mà giờ mới lên chức này nè. Giờ mới được lên chức được đó làm tài xế. Giờ sướng chưa? Giờ làm thư ký với làm phòng mình sẽ làm ngày nào sướng hơn? Làm thư ký sướng hơn. Thấy không? Sung sướng đi đây đó được mình làm hết rồi các bạn. Đi chưa? Cuộc sống từ khi mà con Mỹ như thế nào ở Worcester, từ bang Massachusetts. Các bạn cần không mau đăng ký kênh, bấm vào nút subscribe để đăng ký ủng hộ con thư ký mình nha. Trời, lúc ra chỗ mình tự mình hả, chứ lúc đầu cũng cảnh mình cắt cánh bay đi ra xa thì là xa gì đâu. Vậy là cũng tốt, chứ gặp nhiều người người ta ra người ta đâu có làm neo đâu các bạn. Người ra là pharmacist mà, bác sĩ thuốc này mà. Không, người ta có thay đồ, đâu ai mà ra làm neo, làm chân nước hay là gì nữa. Và cô thư ký vẫn ra phụ mẹ, vẫn ra làm pedicure này, cắt tay nước, chân nước, sơn này nọ. Có lần mình nhớ mình làm cho các bạn khách này. Ừ. Degree mà ngồi mà làm trên nước như vậy không? Tại vì muốn ra phụ mẹ các bạn biết không? Thấy mẹ đông đông khách này mà vậy cũng ra phụ rồi vậy. Lâu lắm rồi, 18 tiệm lâu lắm rồi. Bây giờ thấy làm thư ký cho sao với sẽ quá sung sướng hả? Cái giấc mơ của mỗi người như thế nào thì không, thực sự ra ở Mỹ này không có nghề nào xấu hết. Anh thua là mình muốn gì thôi, mình muốn làm được gì ở trên đất nước Mỹ này. Đây là những tâm tình chia sẻ của cô thư ký chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn như vậy đó. Và các bạn nhớ bấm vào nút like nha, và bấm vào nút đỏ subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cô thư ký mình nha. À,
Thôi vậy giờ mình tiếp tục mình lên đường. Đường mình chia sẻ với các bạn á, cái chuyến phiêu lưu của Travel với trẻ á sắp tới là lý thú như thế nào. Mình sẽ khám phá cái tỉnh bang hàng hải của Canada và mình sẽ vượt đại tây dương và mình đến cái vùng đất huyền thoại của người Viking ở Newfoundland. Mình xem coi nó như thế nào.